Tao bảo mày đi tiếp rượu sao mày không làm? Hả? Tại sao? Dạ, tại vì bình thường anh chỉ bảo em đứng ở trong quầy để tính tiền. Hôm nay anh lại bắt em ra ngoài phải tiếp rượu. Công việc đấy thật sự em không làm được đâu ạ. Tao là trò đùa của mày à? Mà mày thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ. Trời ơi. Mày là thằng nào? Biết bố mày là chủ ở đây không? Tôi không cần biết anh là ai, nhưng tôi rất không thích hành động vừa rồi của anh. Thằng chó này náo nhở mày. Mặt của tao. Đại ca. Mặt nó. Đại ca, bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ tao phải báo viện chứ còn làm gì? Chúng mày xử lý nó cho tao. Em sẽ tìm một tội danh thích hợp và cho thằng này ngồi tù một đêm luôn. Ê, con này đám nào? Anh Nam tốn bao tiền mua nó về được đây? Đưa nó vào viện. Rồi à? Cô có biết là cô ngủ nửa năm trời rồi không? Cô làm chúng tôi lo lắng quá. Cái gì? Tôi ngủ nửa năm á? Thế còn người đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn? Cô Tường San! Cô Tường San! Cô Tường San! Ra ngoài thì sống cho tốt, đừng có suốt ngày gây gổ đánh nhau nữa. Vâng, tôi biết rồi, thưa chủ tịch. 6 năm qua, cậu vẫn chưa quên cô gái có tên Tường San, đúng không? Tại sao anh lại biết cô ấy? Anh không trả lời, có nghĩa là tôi nói đúng, đúng không? Anh là ai? Tôi là trợ lý cấp cao của cô Tường San và là người cô ấy đặc biệt tin tưởng. Giới thiệu với anh, cô Tường San bây giờ đã là chủ tịch của công ty FVM và đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Vậy anh đứng đây đợi tôi làm gì? Tôi muốn nói với anh rằng cô Tường San đã kết hôn vì tiền và không ai khác, đó chính là anh Nam. Tôi biết rồi. Minh Long à, hãy hận Tường San nhiều vào. Có như vậy thì cô ta mới cảm thấy tội lỗi và tôi mới dễ dàng nắm được điểm yếu của cô ta. Trong cái ván bài tâm lý này, đã định sẵn người thắng là tôi rồi. Minh Long, chúng ta có thể nói chuyện được không? Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi đã phải đứng ở đây chờ anh hơn một tiếng đồng hồ mới có thể gặp được anh đây. Chuyện cũ... Chuyện năm đó qua lâu rồi, đừng làm phiền đến tôi nữa. Nhưng mà khi ấy anh bị oan mà. Anh Nam bây giờ đã bị mù một mắt. Bản thân tôi năm đó là bồng bột, không suy nghĩ trước sau gì. Tôi không hề bị oan và tôi cũng không hối hận. Tất cả những gì mà bây giờ tôi muốn ấy, đấy chính là làm lại cuộc đời của tôi. Làm ơn hãy để yên. Long! Nhưng mà anh có biết được là năm đấy nhờ có anh nên là cuộc sống của em bây giờ mới có thể tốt như vậy không? Anh ạ, vô tích sự. Tôi cho cậu sang công ty FVM của Tường San làm gián điệp. Thế mà 6 năm trời, cậu không thu thập nổi một tin tức nào có giá trị cho tôi. Tôi muốn công ty SVM phải phá sản càng sớm càng tốt. Em...
Vấn đề là cô Tường San, cô ấy rất đa nghi anh ạ. Em vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin của cô ấy. Đấy không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. Em xin lỗi anh ạ. 6 năm trước, tôi đã phải tốn mấy trăm triệu để mua bằng được con Tường San về. Lừa mãi thì nó mới chịu vào tiếp rượu cho khách VIP. Cuối cùng thì thằng Minh Long xuất hiện và giúp đỡ nó. Sau đó, vì bận rộn vụ kiện tụng thằng Minh Long vì tội cố ý gây thương tích, cho nên con Tường San nó mới trốn mất. Bây giờ nhìn nó thành công như vậy, tôi không cam lòng. Mà cậu là người tôi tin tưởng nhất. Cậu biết cách làm như thế nào để tôi hài lòng mà, đúng không? Dạ vâng. Dạ thưa anh, lần trước em dọn phòng cho cô Tường San thì em tình cờ phát hiện ra là Tường San vẫn đang rất nhớ Minh Long. Tốt lắm. Bắt đầu làm từ việc đó đi. Dạ vâng. Em có một kế hoạch là bây giờ em sẽ bắt cóc Minh Long và tống tiền Tường San. Không cần. Việc bắt cóc Minh Long để tôi làm. Dù sao thì giữa tôi và nó vẫn còn có ân oán với nhau, chưa giải quyết xong đâu. Dạ vâng. Thế bây giờ em về FM làm việc tiếp anh nhé. Em sẽ về gặp Tường San. Đi đi. Ôi, chủ tịch ơi, có chuyện không hay rồi ạ. Có chuyện gì thế? Thôi để nói sau đi, bây giờ tôi phải gặp đối tác đã. Không, nhưng mà anh Long, anh ấy... Anh Long làm sao? Anh Long bị người của anh Nam bắt đi rồi ạ. Thôi được rồi, thế cậu chuẩn bị xe đi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Long. Dạ vâng. Tường San à, cô làm gì có cửa đối với sếp Nam? Dương, cậu đã tìm được Minh Long ở đâu chưa? Dương, tên bắt cóc vừa mới gửi cho tôi địa chỉ, cậu hãy gọi thêm vệ sĩ đến đây nhé. Vâng, thưa chủ tịch. 6 năm trôi qua, bây giờ mới gặp lại mày. Trông mày lì quá nhỉ. Mày gặp tao mày không biết mở mồm ra chào à? Mày đã mãn hạn tù, nhưng mắt bố mày không lành lại được. Cho nên ngày hôm nay tao sẽ phải tặng cho mày một món quà. Lấy cho tao con dao. Dạ vâng, em đi ngay ạ. Cái tên Dương này, sao hắn vẫn chưa gọi thêm người tới đây nhỉ? Đã hơn 15 phút trôi qua rồi chứ. Alo, cảnh sát ạ. Tôi đang ở khu nhà hoang, ở chỗ khu chung cư Gamuda ạ. Dạ vâng, anh tới ngay nhá. Hả? Này, anh là ai đây? Anh ơi, chúng ta có người theo dõi này. Nhìn mặt quen lắm. Này, bỏ tôi ra. San. Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô và anh Nam là vợ chồng hay sao? Có thể là anh không biết, nhưng mà giữa tôi với cả anh Nam là kẻ thù không đội trời chung đấy. Tôi đang định tìm cô, thế mà cô lại tự vác xác đến đây. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tính sổ ân oán với nhau luôn. Ê! Minh Long cẩn thận! Tường San, chạy đi! Thôi ơi, đánh người liên quan đến mạng người đấy, dừng lại thôi ngươi. Cút. Để bố mày lo chuyện. Thôi. Mày dám đánh lén bố mày đúng không? Hôm nay tao cho mày biết tay. Anh ơi, em không dám can anh Nam. Giờ phải làm như nào ạ? Hay là nhân cơ hội này, anh lấy lòng tin triệt để của Tường San đi. Có như thế sau này con đường làm nội gián của anh mới đơn giản được chứ ạ? Tao biết rồi, tao có cách này. Anh ơi,
hình như con bé này báo công an. Chúng ta đi thôi anh. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Tao sẽ không để cho mày và công ty SVM được yên đâu. Nhanh lên anh ơi, công an mà ập vào là lằng nhằng lắm. Đi. Minh Long, Minh Long anh có sao không? Này, Minh Long, Minh Long, anh mau tỉnh dậy đi, anh có nghe tôi nói không? Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ cứu được anh. Chủ tịch có làm sao không ạ? Tôi xin lỗi, tôi đến muộn ạ. Tôi không sao, bây giờ anh hãy mau liên hệ với bác sĩ giỏi nhé, rồi đưa anh ấy đến bệnh viện đi, nhanh lên. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Minh Long, cố gắng lên nhá. Nhô, mời bạn. Tới đi bạn. Này, mày quen cô ấy à? Không quen. Nhưng mà từ lần đầu tiên tao gặp ấy, tao thích cô ấy mất rồi. À, này, thích thì tỏ tình đi, không thằng khác nó sơi mất. Nhưng mà tao chưa tỏ tình bao giờ cả. Ê, bảo sao dạo này cậu lại hay đi bar? Hóa ra là đang yêu à? Uống đi. Nhưng mà này, về sớm mai còn đi làm. Tao về trước đây. Bye bye, về cẩn thận nhá. May mà anh tỉnh lại rồi. Tại sao lúc đấy anh lại vì tôi đánh nhau với người ta làm gì cơ chứ? Sao anh không chạy đi? Tôi không sao đâu. Không sao cái gì nữa, anh đã ra nông nỗi này rồi còn gì. Anh, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Anh hiểu nhầm tôi chuyện gì cơ? Chủ tịch, có chuyện không hay rồi ạ. Anh Nam anh chuẩn bị đâm đơn kiện anh Minh Long đấy ạ. Tôi biết rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Cậu ra ngoài gọi thêm bác sĩ vào để mà khám bệnh cho Long đi nhá. Dạ vâng ạ. Cậu lừa tôi. Tường Sam và Nam hoàn toàn không có mối quan hệ gì với nhau cả. Ai bảo cậu dễ bị dắt mũi. Nhưng mà nhờ như thế, bây giờ chủ tịch đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi. Anh không sợ là tôi sẽ nói cho cô ấy à? Tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay thì tôi mới làm như vậy với cậu. Chứ cậu nghĩ tôi ngu như cậu à? Anh đừng nói với tôi, cái tay của anh là do Minh Long làm đấy nhá. Cô đúng là chủ tịch SVM có khác, thông minh hơn người thường. Để lần này cô cứu được Minh Long thì điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi. Anh đang nghĩ cái gì đấy? Anh nghĩ anh là ai mà bây giờ anh có thể đưa ra điều kiện với cả tôi cơ chứ? 6 năm trước, Minh Long vì cô mà phải vào tù. Chẳng lẽ bây giờ cô lại trơ mắt ra nhìn hắn ta vào tù thêm một lần nữa? Anh tưởng là anh đang nắm giữ điểm yếu ở tôi đấy à? Nhưng mấy lần này tôi mặc kệ Minh Long đấy, thì làm sao? Từ trước đến giờ tôi và cô là kẻ thù của nhau. Tôi cũng là người hiểu cô nhất đấy. Thôi, tôi nói luôn nhá, để cứu được Minh Long thì cô cần phải chuẩn bị 1 tỷ trong vòng 24 giờ. Anh Nam à, tôi không phải là một cô bé hiền lành như là 6 năm trước nữa đâu. Không phải là một cô bé để cho anh muốn làm gì thì làm nữa. Cô nói cái gì? Đêm hôm qua, vị trí chiếc xe ô tô của tôi ở gần anh và Minh Long
Vì vậy nên là cái camera hành trình nó đã lưu lại tất cả rồi đấy. Này, cho dù là anh có ý định đập điện thoại của tôi ấy, thì anh cũng không thể nào thay đổi được chuyện gì cả. Bởi vì tôi đã thông báo với người của tôi rồi. Nếu như trong vòng một tiếng nữa mà tôi không xuất hiện thì bằng chứng đấy sẽ được tự động gửi đến phía công an đấy. Cô cũng mưu mô không kém thì tôi đâu. Nếu mà nói về phần mưu mô thì đương nhiên là tôi phải học hỏi anh nhiều rồi. Anh Nam, anh hãy nhớ, bây giờ tôi không còn là một cô bé ngây thơ hiền lành của 6 năm trước để cho anh muốn làm gì thì làm nữa. Hiện tại tôi đang là chủ tịch của công ty FVM và chắc chắn rằng tôi không thể nào để cho anh gây tổn thương đến những người vô tội. Tôi sẽ bảo vệ họ đấy. Cô định làm gì với đoạn video này? Làm gì à? Cái này thì tôi cũng chưa rõ. Nó sẽ tùy thuộc vào thái độ của anh đấy. Vậy nên nếu tôi thấy anh giở trò gì với Minh Long thì anh hãy cẩn thận. Hay là cô đưa cho tôi giữ đoạn video đó đi. Tôi hứa là tôi sẽ không làm gì Minh Long cả. Anh nghĩ tôi là con ngu đấy à? Alo. Tạm thời đừng làm gì khiến Tường San nghi ngờ. Cô ta đang nắm điểm yếu của tôi đấy. Điểm yếu gì thế anh? Ngày hôm qua lúc tôi đánh Minh Long thì camera ở trên ô tô của cô ta đã ghi lại toàn bộ sự việc. Nếu bây giờ cô ta mà đem nó giao cho cơ quan chức năng thì không ổn đâu. Minh Long đang ở viện nên mấy ngày hôm nay Tường San sẽ ở lại để chăm sóc anh ta. Để em nhân cơ hội này và phòng làm việc của cô ta được. Tìm xem trong công ty của cô ta có tài liệu nào, hay điều tra xem công ty của cô ta có làm ăn phi pháp hay không. Vâng anh. Này, sao anh không muốn nghỉ đi, ngồi dậy làm gì đấy? Tôi nằm nhiều, thế cho nên là người mỏi mà. Mà vừa nãy đang nói chuyện dở thì bị cắt ngang. Tại sao anh lại phải xin lỗi tôi thế? Sau khi tôi ra tù, trước khi cô gặp tôi, đã có một người nhanh chân hơn đấy. Ai thế? Anh ta tự giới thiệu, anh ta tên là Dương, trợ lý của cô. Đúng rồi, anh ta là cấp dưới của tôi. Anh ta đã kể với tôi là cô cưới Nam chỉ vì tiền. Thế cho nên là thái độ của tôi lúc gặp cô ấy, tôi mới không vui như vậy đấy. Quả nhiên, ngay từ đầu tôi đã không nên tin tưởng anh ta. Và giác quan thứ 6 của tôi là đúng đấy. Vậy tức là anh ta có mặt trên hiện trường lúc anh ta bắt cóc tôi. Và cả tên Nam cũng thế. Nói cách khác thì hắn ta chính là đàn em của tên Nam. Nhưng mà anh yên tâm đi, từ bây giờ tôi sẽ thuê thêm vệ sĩ để đi theo sau anh, bảo vệ cho anh. Còn những chuyện khác tôi có thể lo được. Thôi, anh ăn cháo đi, không là nguội mất. Tôi... Anh ăn nhanh lên, tôi còn phải về công ty nữa đấy. Cô gọi điện cho ai vậy? Tôi gọi điện cho tên Dương, nhưng mà hắn ta không bắt máy. Chắc là bây giờ tôi phải về công ty xem thế nào đã. Khoan đã. Tôi đang sợ bọn chúng chó cùng rứt râu. Cô còn là phụ nữ, chân yếu tay mềm nữa. Không nên đâu. Không sao đâu, anh yên tâm đi. Bây giờ tôi đã khác với 6 năm trước rồi. Tôi bây giờ còn có thể bảo vệ được anh nữa đây. Nghe tôi nói này. Nếu đã như vậy, cô hãy biến tên Nam thành tay sai của cô đi. Là sao cơ? Cô cố gắng liên lạc lại với anh ta và chờ tôi thêm một tuần nữa. Lúc đó vết thương của tôi đã lành,
tôi sẽ đi cùng cô. Tin tôi đi, lần này tôi có kế hoạch. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Không biết mấy cái dự án ma cô ta để ở đâu nhỉ? Chủ tịch ạ, em chỉ lên để tìm hồ sơ thôi ạ. Chủ tịch ơi, em biết sai rồi ạ. Cậu có biết loại người mà tôi ghét nhất là loại người phản bội không? Em... Ngày hôm trước, chính cậu đã có mặt ở đấy khi mà tên Nam muốn bắt cóc Minh Long, nhưng mà cậu đã không ra mặt. Và hôm nay cậu đã đến phòng của tôi lục lọi tài liệu cá nhân của tôi. Tội danh này là tội danh vi phạm pháp luật. Liệu rằng sau này có công ty nào có thể tuyển cậu vào làm nữa đây? Chủ tịch, em xin lỗi. Em xin chị, lần sau em sẽ không dám như thế nữa đâu ạ. Chị tha cho em với. Có phải cậu là đàn em của tên Nam đúng không? Dạ. Vâng. Vậy thì từ bây giờ cậu hãy làm việc cho tôi. Sau đấy một mình tôi sẽ tự giải quyết. Dạ, được ạ. Chị nói gì em cũng nghe ạ. Bây giờ cậu hãy tiếp tục quay về quán bar đấy và thu thập đầy đủ bằng chứng tên Nam vi phạm pháp luật. Chuyện còn lại một mình tôi sẽ tự giải quyết. Dạ vâng, vâng. Em xin phép ạ. Hai cậu hãy tiếp tục theo dõi hắn ta cho tôi. Tôi không có tin tưởng hắn ta cho lắm. 24/7 nhé. Vâng, thưa chủ tịch. Cô làm cái gì đấy hả? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ là đem sự thật của 6 năm trước để kể lại ở trên mạng thôi mà. Tôi chỉ muốn up lên như vậy, ai tin thì tin. Nhưng với địa vị của cô ở SVM thì không tin không được. Cô ấy chỉ nói lên sự thật thôi, nên chẳng có gì phải sợ cả. Thôi được rồi. Dù sao ấy thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Cô có thể nào đừng lên mạng nói linh tinh nữa để cho tôi có thể kinh doanh được không? Chứ từ lúc cô nói ra ấy, quán của tôi không có ma nào đến cả. Vào đi. Anh ta là ai vậy? Anh Nam, anh không cần phải giả vờ nữa đâu. Anh phải thừa biết hắn ta là gián điệp mà do anh đã cài vào công ty của chúng tôi cơ chứ. Hắn ta đã thừa nhận với tôi tất cả rồi. Mày, chuyện này chỉ là phụ thôi. Ngày hôm nay tôi gọi anh đến đây ấy, để nói về việc khác đấy. Trong này là tất cả các bằng chứng vi phạm của anh. Anh còn chối nữa không? Anh có cướp cái này cũng được mà. Ở nhà tôi còn nhiều lắm. Có cần tôi gửi cho anh không? Mày được lắm. Bằng chứng này cộng với ở video anh đánh Minh Long mà tôi có được, thì có phải là anh sẽ phải đi ngồi tù bóc lịch vài năm hay không nhỉ? Nếu mà không phải nhờ chuyện cũ thì có lẽ là tôi và anh vẫn là cấp trên cấp dưới của nhau rất vui vẻ đúng không? Tường San, thật sự chuyện 6 năm trước chỉ là quá khứ thôi. Tôi thề là thật lòng tôi không muốn làm như vậy với cô. Anh lại đang tính bao biện điều gì nữa đây? Ngay từ ngày đầu ấy, cô đi làm quán bar, anh Nam đã thích vẻ đẹp bề ngoài xinh đẹp của cô rồi. Cho nên anh ta đã lên kế hoạch để lợi dụng đưa cô lên giường. Nhưng không ngờ Minh Long xuất hiện. Mày, anh đúng là cái đồ bị nhồi mà. Tôi... Thời gian đầu, tôi làm nhân viên ở quán bar. Nhưng anh Nam bảo tôi sang làm gián điệp của công ty Tường San để lấy những thông tin bất lợi của công ty cô. Anh ta muốn nắm thóp cô, nhưng cuối cùng tất cả các kế hoạch của anh ta đều không thành. Mày dám chơi tao, mày không sống yên ổn được đâu. Anh nghĩ tôi còn sợ anh chắc? Thời gian tôi làm với anh bao nhiêu lâu nay, có ngày nào tôi được sống yên ổn đâu.
không bị mắng thì cũng bị chửi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ đi đầu thú. Mày! Anh nhìn thấy chưa? Ngay cả nhân viên thân cận nhất của anh cũng đã rời bỏ anh đi. Anh Nam, ngay từ đầu, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Minh Long, chúng ta đi thôi. Hãy để cho hắn ta phải ăn năn hối lỗi với những gì mà hắn ta đã gây ra. Những chuyện còn lại, hãy để cho cơ quan chức năng giải quyết. Mời vào. Ta làm rồi mà cô vẫn chưa về à? Long, anh tới đây làm gì đấy? Tôi đã khỏi bệnh rồi. Chắc ngày mai tôi sẽ về quê. Tôi lên đây để chào cô lần cuối đấy. Anh phải đi rồi sao? Tối nay cô có bận gì không? Tôi muốn mời cô đi ăn. Vậy được. Hôm nay sau khi mà ta làm, chúng ta đi ăn nhá. Vậy chúng ta đi thôi. Cô ăn thử món này đi, ngon lắm. Ngon thật. Anh Long, tại sao anh lại ăn chung đũa với tôi? Có sao đâu, bình thường mà. Mà ngày mai anh về quê ạ? Kế hoạch của tôi thì là như thế. Với một người mà lý lịch không tốt như tôi, ở lại thành phố khó xin việc lắm. Anh Long này, công ty của tôi đang thiếu vị trí nhân viên kinh doanh. Nếu như mà anh đồng ý ở lại thì hay là anh chuẩn bị hồ sơ xin việc đi. Sau đấy anh đến công ty của tôi rồi phỏng vấn. Nếu như anh đáp ứng đủ yêu cầu thì anh sẽ được nhận việc. Cô đã định mở cửa sau cho tôi đấy à? Không có đâu. Càng là người quen thì tôi sẽ càng nghiêm khắc đấy nhá. Nếu như anh mà không đáp ứng đủ những gì mà tôi yêu cầu thì chắc chắn là tôi cũng sẽ không nhận. Nhưng mà anh yên tâm đi. Tôi đánh giá nhân viên của mình là qua con người. Chuyện 6 năm trước, cảm ơn anh nhé. Chuyện năm đó, tôi đã rất mừng vì bản thân của mình đã bảo vệ được cô. Cô không sao là may rồi. Còn buổi phỏng vấn ngày mai, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thành công buổi phỏng vấn đó. Tôi rất là mong chờ đấy. Quán này ngon thật ha. Cô ăn nhiều vào. Cảm ơn anh. Tường San, tới nơi rồi. Cái cô gái này chẳng đề phòng tâm lý nào với tôi hay sao? San ơi, dậy đi. Minh Long, Nam, Nam bắt nạt em. Tường San, Tường San. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Cô đang gặp ác mộng sao? Chuyện từ 6 năm trước, nó vẫn để lại một cái bóng trong lòng tôi quá là lớn. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về nó và bị sợ hãi. Đừng lo, từ nay về sau sẽ có tôi bảo vệ cô. Yên tâm nhé. Minh Long, duy nhất từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh là đối xử tốt với tôi. Cảm ơn anh.